trận địa tên lửa S-300 Ukraine tan nát sau cuộc tấn công của Nga. Video được quay từ Flycam và lực lượng tại hiện trường cho thấy nhiều nhà chứa, hàng loạt xe chở đạn kiêm bệ phóng với các ống chứa tên lửa của Ukraine hư hỏng hoàn toàn. Bộ Quốc phòng Nga vừa tung ra video cho thấy trận địa tên lửa phòng không S-300 của Ukraine bị phá hủy. Một thiết bị dường như là dàn nâng radar cũng nằm trong số khí tài bị phá hủy trong cuộc tập kích. Theo thông tin từ phía Nga, sau khi phát hiện trận địa này, Nga đã tổ chức tấn công chính xác bằng tên lửa dẫn đường. Đồng thời, Nga cũng công bố thêm video về hoạt động bắn tên lửa đạn đạo Iskander-M vào các mục tiêu ở Ukraine.